sao người mình dơ quá vậy nè, đồ mình còn rách nữa. Thôi nhớ hồi tối hôm qua mình ngủ là cái nhà của mình nó sạch sẽ, ngủ trong một không gian rất là thoải mái mà ta sao bây giờ không gian này nó thoải mái hơn hôm qua luôn, nhưng mà sao nó kỳ quá vậy. Nghe cái mùi gì mà thơm quá vậy? Ăn đây. Ngon quá. Ăn mày vô nhà không kìa. Ê, gì vậy? Nhà tao bị nổ, không còn cái gì hết trơn á. Mà bây giờ tụi mày còn ngồi đây ăn uống vui vẻ quá vậy? Ủa sao không được ăn? Vui vẻ, tự nhiên người ta ăn vui không cho anh ăn. Nhà chị nổi đâu phải nhà em nổi đâu. Nhưng mà tao là người trong làng, tao là bạn tụi mày không thương xót gì hết hả? Tụi mày ăn cái gì vậy? Giờ tao trắng tay rồi, tao không còn gì. Trắng tay gì, mỗi lần nhà phá chị la ầm beng lên, chị la chị kia kiếm hung thủ. Giờ tự nhiên qua đây tự rảnh quá, thôi đi ra đi, đang coi phim ăn uống rồi, trời ơi. Giờ tao không muốn làm ba cái chuyện mà lớn tiếng đó nữa. Tụi mày yên tâm gì với tao. Thôi nè, cho hửi mùi đồ ăn nè. Thơm không, mời về đi. Bọn em tiền này bọn em cũng bỏ ra mua mà. Thôi, ăn em cho chị ăn một miếng á. Chị ăn nhớ là ăn gớm ghiếng lên mấy chục ngày nha. Hiểu không? Thôi nó bụng á. Tao đi ra khỏi làng, tao rời khỏi làng cho tụi mày vừa lâu. Bye. Ê, hôm nay thấy chị đã bị lạ không ta? Mọi lần thường nghe nó chửi la mắng mày xong đi. Trời ơi, nhưng mà hôm nay chọc bà khóc vậy, thấy bà khóc vậy mình mới vui chứ có gì đâu. Lo làm chi, ăn đi. Rồi, mọi lần la mắng giờ hôm nay lại khóc la ó mà đòi rồi khó làng nữa. Y có khi nào rời thiệt không vậy? Có đâu bà ơi, trời chị nó bị giỡn hả? Giờ nổ một cái sao mà tiền của mình nó bay đi đâu hết luôn rồi. Ây da, nói bụng quá à, nhưng mà bây giờ không có đồ ăn, cũng không có tiền. Ủa em ơi em. Vô đây nè, vô đây nè. Trời ơi, sao hôm nay. Ủa hôm nay bị cái gì mặc đồ dơ quá vậy? Nhìn xấu quá à. Chị nhìn nhà em kìa. Trời ơi, thôi được rồi, vô đây đi. Ủa chị ơi, lửa đi cưng, lửa đi. Có đồ ăn không? Lửa đi đồ ăn đó, khắp tủ đó. Nhưng mà em không có tính tiền được đâu nha, tại vì em không có tiền. Cái gì? Trời đất ơi. Thôi nghe, đừng có mà ra hiệu để cho tôi free nữa nghe. Dạng xin tố của mấy người là dạo này gọi là mua đồ không cho tiền hơi bị nhiều mà ghi sổ mà nó trở thành một cái cuốn sổ thiệt là bự luôn rồi. Nên thôi, tự mua tự tính tiền đi, còn không có tiền thì đi ra. Thương cho cô mà ai thương cho tôi hả? Tôi cũng đi làm công ăn lương mà. Lúc hoạn nạn mới biết ai cũng lạnh lùng á. Bây giờ mình không có tiền, mình không có làm gì được hết trơn á. Không có tiền mua đồ ăn, cũng không có tiền xây lại nhà. Mà công việc của mình là cảnh sát trưởng mà bây giờ cũng không có đi làm nhiều nữa. Tại cái làng của mình bây giờ có tổng thống xịn các thứ rồi. Mình là cảnh sát cùi, cần gì mình nữa đâu, thất nghiệp bữa giờ. Hay là mình đi xin việc làm vậy? Mình phải có việc làm để mình sinh sống chứ. Chứ bây giờ cái nhà vậy không có tiền sửa. Mình nhớ là ở gần làng này có một cái chỗ công ty giới thiệu việc làm nhưng mà nó lạ lắm. Hay là mình cứ tới thử đi nhờ, để mình xem mình có làm được cái gì ở đó không. Mình thấy cái chỗ đó nó hơi lạ nhưng mà chắc nó sẽ giúp được mình. Đi thôi. A few moments later. Công ty giới thiệu việc làm, mình phải đi vô trong đó để mình xin việc mới được. Mình phải gầy dựng lại thôi chứ bây giờ không ai giúp mình hết trơn đó. Mình nói mình rời khỏi làng sinh tố nhưng mà mình cũng phải sống được chứ. Mình rời sao mình không sống được thì sao gọi là rời. Ôi, hôm nay biết lại đi. Vào đi, ai vậy? Thưa ngài, tôi tới đây để xin việc làm ngài ơi. Xin việc làm? Dạ, đúng cô rồi. Tìm đến đúng rồi, đúng chỗ đó. Tại sao cô lại biết đến chỗ này? Tôi là
người ở làng sinh tố trong tôi thấy ở chỗ này. Ủa nhưng mà ông ơi, tôi cho tôi hỏi là tôi nhớ chỗ này là chỗ của bà phù thủy hồi xưa mà sao bây giờ lại là công ty giới thiệu việc làm? Thì tôi đã mua lại rồi và tôi bây giờ sẽ đang là chủ sở hữu nơi này. Tôi chuyên giới thiệu những công việc làm như là ô xin, quét rác, nhặt đồ này kia nè. Cô muốn làm việc gì? Bây giờ thì tôi làm việc gì cũng được á, tại vì bây giờ tôi không có gì hết trơn, tôi không có sự lựa chọn. Được rồi, chết rồi, tiếc quá, công việc đó là có người làm hết rồi. Bây giờ tôi năn nỉ ông, ông tìm cho tôi một cái công việc làm nào cũng được, không ra tôi ăn dạ chỗ này luôn. Đi mà ông ơi, ôi, ông ơi, trời ơi. Đi. Đã đang bị deadline dí, còn bị cô dí nữa, được rồi. Cô có biết sửa xe không? Tôi tới giờ chưa sửa bao giờ, nhưng mà tôi sẽ học, tôi học lẹ lắm. Trời ơi, cái này có tin tưởng được không đây? Được rồi, tôi còn một cái công việc đó chính là sửa xe ở trong một cái ra nhỏ nhỏ ở đây thôi. Nhưng mà chỗ đó đang thiếu người nên bây giờ tôi sẽ đưa cô đến chỗ đó. Đây, cô hãy cầm cái này đi. Và đi đến đó và nói là nhận việc làm. Gì mà ông giấu? Đi đến đó, cô nói là cô cần nhận việc làm của tôi á thì người ta sẽ cho cô vào làm. Ok, ông cảm ơn nhiều nha ông đầu hói. Không biết nha. Ủa, cái chỗ cảnh sát của mình hình như lâu rồi mình không có đi làm cho nên mình không biết chỗ này mới mở cái gara xe hả? Ông chủ, ông chủ ơi. Ai? Ồ, tới sửa xe à? Không, tôi là ở bên công ty giới thiệu việc làm qua giới thiệu á. Tôi là người tới làm việc, nhân viên mới của ông. Nhân viên à? À, đúng. Tới từ chỗ đó. À, được. Nè, nói trước là ở đây à, lương là một chiếc xe là một đồng nha. Âm trời ngày nào gì? Sửa. Cái gì ít quá vậy? Đương nhiên dần ngày tới sửa bao nhiêu xe tăng nhiêu đó đồng lên thì một chiếc là một đồng. Rồi à, hư một chiếc là đền 50 đồng nha. Tôi sao không có sửa lại đâu á. Thôi cũng được. Nè, quần áo nè. Vậy giờ tôi phải thay đồ phải không ông chủ? Ừ, thấy chưa? Phải nằm xuống và chui vô gầm xe nè. Sửa ở phía dưới. Chiếc xe nào mà có cái phía sau nè là nó cũng có động cơ phía sau nè, thấy không? Tin. Ok. Thấy chưa? Thấy chưa? Ai kìa ông chủ, ai vậy? Xin chào. Ôi, chủ hay nhân viên. Ôi trời, đừng cho tôi hỏi chứ. Hãy nhân viên mới tôi giới thiệu hay thế nào hả? Cũng được á. Nè, ủa mà ông tới đây chi vậy? À, tôi đến đây nhân tiện tôi sửa tôi cái bô xe, với lại sửa tôi cái bánh xe, rồi sửa tôi cái cần lái, sửa tôi cái bô lăng. Dạ, con sửa thử đi. Ủa, tôi sửa luôn hả? Cái này xe máy dễ hơn á. Sao mình nhìn xong mình không hiểu gì hết trơn vậy ta? Sao nó kỳ quá vậy ta? Nó khác nãy ông chủ dạy mình quá ta. Cái này là cái gì vậy? Tới xe này sao không? Được không? Được, sửa tôi phải ok. Cái này là quăng vô chiếc xe này là sẽ xong phải không ta? Ủa ông chủ, cái này là cái gì vậy ông chủ? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ám sát à? Phá hoại à? Cái gì vậy? Cô làm gì? Tôi không biết, tôi mới hỏi ông mà tôi có biết gì đâu. Trời, nói gì tới mà phá banh xe của người ta rồi hư rồi, rồi nè, chảy ông á, hư rồi á. Tôi xin lỗi, tôi không biết mà. Sửa một chiếc là một đồng nhưng mà phá hư nó là 50 đồng. Cô còn nợ tôi 50 đó. Trời ơi, đi làm không ra luôn, bây giờ có nợ nữa. Thôi, tôi chán quá à. Bây giờ cô lên xe. Thôi ông giới thiệu cho tôi việc khác để tôi trả nợ cho ông này đi. Được rồi, đi thôi. Đi nhanh đi. Đi làm có lương còn có nợ. Thôi rồi, xe nó hết rồi, quẹo được rồi. Xe nó mà đi đâu vậy? Many, many minutes later. Đây, cô này, tôi đảm bảo công việc rất là tốt, xuất sắc, làm việc mọi thứ đều ok. Anh cứ việc đừng có lo. Anh chỉ cần tập tài năng nổ là được rồi. Cũng được. Tôi rất là tập tài năng nổ, tôi rất là học, rồi. Tôi học lẹ nữa. Rồi. Học lẹ nữa thì càng tốt, là được rồi. Cô gái, bây giờ tôi đã giúp được cô rồi đó, cô nên làm một cách thật là nghiêm túc nghe không? Không được như hồi nãy nghe chưa? Dạ rồi, thưa tôi biết rồi, trời đất ơi, tôi không biết sao chứ tôi bây giờ tôi suy nghĩ lại là tôi sẽ làm thật tốt để tôi kiếm tiền, tôi trả nợ nữa, tôi đương nhiên tiền rồi. Cảm ơn ông nữa, đúng không? Đúng rồi, trời ơi. Ê, ông ơi, chuẩn bị ra đi, chuẩn bị có người tới đây á. Tôi sẽ ngồi ở đây đợi bệnh nhân tới. Để coi coi, sắp tới rồi đó, lâu vậy ta? Bệnh nhân còn chưa tới, lâu quá vậy ta? Bác sĩ ơi, trời ơi, hôm nay tôi đánh khám răng nha bác sĩ. Tới à? Bác sĩ ơi, bộ ngày hôm nay ở nha khoa mình có một chị y tá mới sao? Nhìn có vẻ đẹp quá ta. Vậy, rồi nè, vô đây nè, để tôi xem bác coi. Rồi, anh đi theo tôi. Ê, nhưng mà bác sĩ. Hôm nay bác sĩ cho em có chị y tá mới này làm được không?
Trời ơi, thằng này vô rồi mê gái nó chạy. Chú cắm bệnh, cắm răng rồi mê gái nó. Ôi, vô đây đi, để tôi xem sao. Dạ, dạ, dạ. Kêu, chị đó là chăm sóc anh. Dạ, ok, đi. Dạ, ok. Anh như có một cái răng sau nè. Để tôi, ok. Ở bác sĩ có cần chích thuốc mê không? Nhổ răng là phải chích thuốc mê vậy? Có, đây, đây, ống tim đây, để tôi đưa cho. À, rồi, đâu rồi? Tôi là tôi học ơi. Được cái cách chích của bác sĩ rất là mát tay. Hả? Dạ, yeah, rồi, làm cho em đau đau xíu à. Cái gì đau đau hả? Nè, ống tim nè, tim đi. Rồi. À, thì ra mày muốn chích đau đau hả? Tao sẽ trả thù mày hồi nãy, mày không quan tâm tới tao. Được rồi. À, nằm xoay lại. Rồi xoay lại. Ủa, sao để sao xoay lại á? Dạ rồi, đây. Rồi, cô chăm sóc một xíu nha. Để tôi lại chăm răng mà đi xoay lại nha. Không biết sao luôn. Thì chích thuốc mê. Chích thuốc mê. Mày nè. Bác sĩ ơi. Hay hả? Bây giờ đang chích thuốc mê mà. Đang chích thuốc mê mà. Chị có ghét em thì chị nói nha. Chị làm vậy chi vậy? Ở đâu? Chích thuốc mê cho em. Cái gì vậy? Bác sĩ ơi, em chích thuốc mê mà, bác sĩ. Vô chích thuốc mê kìa, nhanh. Không phải, chị nó chọt em mấy cái em xịt máu luôn rồi nè. Mày có biết tao là ai không? Mày nhìn tao mày không thấy quen hả? Mày không thấy đầu tao tóc tím, không thấy quen hả? Ai vậy? Tóc tím nè. Vô đây nó nghe. Nó giỡn thôi, nó chứ vô đây chích thuốc mê. Đi đâu vậy? Chích thuốc tê chứ làm thuốc tê để nhổ răng. Tóc tím á? Có lẽ nào là mày nhớ là tao chứ mày chị đâu vui ơi ai có lại nhân dân tôi vậy ơi tao chị đâu vui ơi ai em vậy ơi tao sẽ chết cho mày chết tao chứ tao là nhân dân tôi ơi mày dám ăn hiếp tao hả tụi mày nổ nhà tao đúng không cô làm cái gì vậy cô y tá gì mà đi đánh bệnh nhân vậy ghét thôi mà tôi xin lỗi ghét cái gì mà ghét ghét cũng phải chăm sóc cho ta đàng hoàng chứ cô làm mất tôi hôm nay một vị khách đó tốn cái gần à như cái gần $100 ngày hôm nay của tôi đó thằng đó nó chơi xấu tôi nhiều lắm cho nên tôi không ưa xấu gì chơi xấu ơi cô đi về làm tốt cái tiền tôi không có nhận cô đâu bác sĩ không nhận tôi nữa hả bác sĩ thì đây rồi luôn bị đuổi nữa sao bị đuổi hoài vậy trời ơi trời trời ơi nóng tánh quá cũng là một cái tội sao mình cần xử lý là mình bực tội à cái gì vậy cảnh báo kẻ phá hoại là sao ủa mình có làm gì đâu trời cô không biết gì hả đã rất nhiều người đã gọi là phản hồi cho tôi biết cô làm việc rất tệ và trở nên một thái độ thật là kỳ cục nên tôi quyết định không cho cô làm tôi lại bị đuổi rồi ông giới thiệu tôi bực mới đi lần này thì không tôi đã quá mệt mỏi với cái cách mà cô đi làm rồi bây giờ không tôi không giới thiệu với cô nữa đâu à khoan tôi có một cái công việc này tôi nghĩ phù hợp cho cô đi theo tôi được bây giờ tôi sẽ rồi. Hứa là ngoan ngoãn tôi không có được. Gọi là thái độ giống nãy đâu a few moments later và công việc của cô đó chính là chớ gì làm người đàn sinh tố đi đừng có đi phá hoại nữa có gì đâu mà vậy ủa là sao à, phải bị đuổi rồi chứ kỹ sao bị đuổi rồi sao mày biết vô đây nè sao mày biết chị đi xin việc làm phải không ủa sao mày cũng có cái tên mày vậy trời chị có nhận ra một điều là chị đi tới đâu chị làm chị phá hoại đó đầu người ta mắng vốn tới làng tới tốn ở đầu anh đi hai thì tạo ra mấy cái bản đó rồi sau khi ổng cầm mấy cái bản đó ông đi dán khắp làng luôn ổng chị ta chị chích ổng không rồi ổng sợ ổng tức điên lên rồi ổng cầm mấy tờ giấy ông đi dán khắp làng luôn giờ ai cũng sợ chị đó chị là ông cái ông kia ông mang vốn tới thì ha luôn á trời thì tại vì tụi mày phá nhà tao đúng rồi tôi xin lỗi phá rồi nào tao không có tiền tao mua đồ ăn luôn cho nên tao phải vậy chị mất nhà không giờ tao không biết tao không có tiền tao không có nhà tao đi làm với tao đi bị đuổi đó là trời bây giờ mày không cứu tao tao đây tao khóc hoài luôn tụi đây có cái là giờ là chị mất nhà phải không giờ bọn em sẽ gọi là hy sinh để cho chị có chỗ ở và bọn em sẽ kiếm tiền xây nhà lại cho chị đừng có đi đâu á nha giờ chị ở chỗ này chỗ nhà em đi sao tự nhiên mày nhốt tao lại để tốt cho làng sẽ tốt và tốt cho tất cả người lên bọn em sẽ nhốt chị lại ở trong đây để cho chị khỏi phá hoại và chị cũng có chỗ chị ở đúng không rồi mỗi chiều bọn em sẽ cho chị đồ ăn đấy không cũng có đồ ăn mà nè
cũng được ăn uống đàng hoàng, em sẽ để cho chị một cái bánh ngay tại chỗ này nha. Đó, mỗi lần tối em sẽ dục đồ ăn ngay chỗ đó, chị xuống chị lấy ăn. Là... ok, giờ em đi kiếm tiền em xây nhà lại giúp chị cho. Dạ, ở trong đó yên trong đó đi. Nè, tao thiếu nợ ông chủ tiệm sửa xe 50 nữa mày trả giùm luôn. Ở yên trong đó đi.